Chào mừng các bạn đã quay trở lại. iPhone 12 thì ra mắt rồi và các bạn cũng đều hiểu là mức giá của nó mức như thế nào rồi đúng không? Mình biết là không phải ai có một số tiền lớn như thế để mà mua bộ 4 iPhone mới này. Thậm chí chiếc iPhone 12 mini rẻ nhất nó cũng phải có mức giá đâu đó tầm khoảng 20 triệu sau khi trừ đi quà tặng tại 7net rồi. Thế nên là căng thẳng. Đấy, mình thì sẽ làm video này dành cho những bạn muốn sử dụng iPhone mới nhưng ít tiền hơn, lựa chọn những sản phẩm cũ hơn nhưng vẫn mang lại trải nghiệm thực sự rất là tốt. Và có thể nói dựa trên cái tiêu chí của mình á, thì đây là chiếc iPhone có thể nói là ngon, bổ, rẻ nhất để các bạn có thể sử dụng cực kỳ ngon trong ít nhất là 2 năm tới. Đó, và đó chính là iPhone 10R. Ta-da! Trời ơi, đang cập nhật iOS 14 luôn, thôi kệ không sao. Vì sao mình lại chọn iPhone 10R này? Sẽ có rất nhiều lý do và cái lý do quan trọng nhất đấy là cái giá trị sử dụng nó mang lại bên cạnh cái mức giá của nó tại thị trường Việt Nam. Trong cái sự kiện hôm vừa rồi thì Apple cũng đã chia sẻ là iPhone 10R được giảm giá xuống là 499 đô, tức là 500 đô chưa thuế, và tính ra cái tiền Việt thì giá bên Mỹ chưa thuế cũng đã vào khoảng tầm 11 triệu mấy rồi. Thêm thuế các thứ vào có cho là 10% là 50 đô nữa thì tính ra giá Việt Nam vào khoảng tầm 12 triệu 6, 12 triệu 7. Đó, giá cực kỳ cao luôn ấy. Mà các bạn biết giá Việt Nam bao nhiêu không? 12.990.000 khi các bạn đặt hàng sớm chiếc điện thoại này tại 7net, đặt hàng lô mới nha, lô mới hoàn toàn luôn. Và cái lô mới này thì đó là cái hộp nhỏ hơn, nó sẽ chỉ có bên trong cái sợi cáp thôi chứ không có cả củ sạc lẫn tai nghe. Thế nên khi các bạn mua cái máy này thì chúng ta phải bỏ thêm một chút xíu tiền nữa để mua những món phụ kiện. Nếu như các bạn có sẵn rồi thì không nói làm gì. Và nếu như các bạn có nhu cầu thì tham khảo tại 7net cũng có rất nhiều mẫu sản phẩm phụ kiện giá tốt mà đều là hàng chính hãng nên các bạn có thể yên tâm và sử dụng. Nói chung là hàng mới, chúng ta cũng được trải nghiệm cái hộp mới và cũng được trải nghiệm cảm giác bóc hộp ra mà không có sạc và không có tai nghe nó như thế nào. Giá thì khoảng 13 triệu thấy cũng ok. Và ok ở những thứ gì thì bắt đầu kỹ hơn nhá. Điều đầu tiên chắc chắn nó sẽ là cái hiệu năng. Thì nó có Apple A12 3GB RAM và cái phiên bản nhỏ nhất sẽ là 64GB bộ trong. Thì các bạn quá quen về cái thông số này rồi đúng không? Thì với Apple A12 ở thời điểm này mình có thể tự tin để khẳng định một điều là không ngán bất cứ một cái tựa game nào hay là một cái ứng dụng nào cả. Nó vẫn mang lại một trải nghiệm thực sự mượt mà, rất nhanh, rất ngon và hiệu năng. Thậm chí kể cả các bạn có render video, edit video với LumaFusion hay những cái ứng dụng thì cực kỳ nặng nề thì nó vẫn đều ok hết. Kể cả chơi những tựa game như là Genshin Impact 3 thì cứ hạ mức setting lâu lâu xuống một tí, hạ thấp thấp xuống một tí, các bạn vẫn có thể chơi mượt mà trên cái điện thoại này. Còn những cái như người Liên Quân, PUBG, Call of Duty thì không cần phải bàn đến đúng không? Nói chung về hiệu năng của con iPhone 10R này này thì ở năm 2020-2021 nó vẫn khiến cho bạn tự tin để mà cho thực sự hàng ngày. Còn đến năm 2022 á thì những cái thông vụ phổ thông hàng ngày mình vẫn có thể khẳng định là nó vẫn đáp ứng được một cái ok. Nói chung là khi mà sử dụng con iPhone 10R này thì cái hiệu năng cũng là một thứ khiến cho các bạn không bao giờ phải lo lắng hay là suy nghĩ. Có lo á là lo cái vụ mà iOS update lên càng cao thì không biết nó có lag hay là không. Nhưng mà ở thời điểm này kể cả iOS 14 trên mấy con như là 8 Plus thì anh em chia sẻ vẫn ok, dùng chẳng vấn đề gì cả. Thế thì chúng ta cũng không việc gì phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Ok, với Apple A12 chứ con 10R này nó vẫn ngon. Đó là cái điều quan trọng nhất. Và đó là cái thứ khiến cho các bạn không bao giờ phải suy nghĩ khi sử dụng cái điện thoại này. Cái điều thứ hai ấy là nó có đầy đủ tất cả những thứ ăn chơi để các bạn có thể kiểu trải nghiệm cái điện thoại này với một thứ gọi là ok nhất trong cái tầm giá. Mình lấy cái đầu tiên, đó là có kháng nước, ngon. Nó có loa stereo, ngon. Nó có sạc nhanh, ok. Nó có sạc không dây luôn, cũng ok. Đấy, tức là những cái thứ người ta gọi là ăn chơi xa xỉ vốn chỉ được áp dụng trên những chiếc flagship Android cao cấp thì bây giờ con này là nó có hết. Thậm chí một trong những thứ mà mình tin là nhiều người sẽ rất là quan tâm đến cái loa stereo, thậm chí là cái micro thu âm thì con này nó cũng cực kỳ ngon. Nếu không muốn nói là trong cái tầm giá bây giờ chỉ còn có khoảng 13 triệu thì nó không có một cái đối thủ nào có thể làm tốt hơn được những cái thứ đó ở trong cái tầm giá này cả. Nên đây cũng là một cái trải nghiệm. Nó là những cái thứ nhỏ thôi nhưng nó sẽ khiến cho các bạn không bao giờ phải suy nghĩ là nó có hay không và nó có tốt hay là không. Mình nghĩ đấy mới là cái điều quan trọng nhất dành cho mọi người. Ok nhá. Rồi, tiếp theo đấy là cái camera. Camera con này chỉ có một ống kính 12 chấm thôi. Nhưng ai mà bảo là cái camera này tệ thì vả mồm cán. Nó không quá tốt ở trong những môi trường chụp thiếu sáng, cực kỳ thiếu sáng. Cái đấy thì mình đồng ý. Tại vì nó không có chế độ night mode chụp đêm. Nhiều người sẽ vin vào đấy để mà chửi nó thì ok, mình chấp nhận. Nhưng cái quan trọng là tốc độ chụp rất nhanh. Camera đưa lại màu sắc, sự tương phản rất ok khi chụp đủ sáng. Và nói chung là khi sử dụng cái camera này, kể cả các bạn có chụp chân dung thì nó vẫn mang lại một trải nghiệm rất tốt. Đặc biệt nếu như gắn vào trong cái tầm giá của 13 triệu như thế, chính hãng tại thị trường Việt Nam thì cũng không có điều gì để có thể chê được. Và các bạn biết nó làm tốt nhất cái điều gì không? Đó là quay video.
Con này có thể nói là một trong những sản phẩm quay video tốt nhất trong cái tầm giá rồi. Bạn nào mà cần một cái điện thoại để mà kiểu quay vlog review, quay vlog beauty hay là quay vlog chia sẻ lại đời sống hàng ngày các thứ, thì chất lượng thu âm, chất lượng hình ảnh, mọi thứ nó mang lại liên quan đến cái khả năng quay video thì nó đều ok hết. Đấy là còn chưa kể về một vài những cái tính năng phần mềm á, liên quan đến bộ công cụ ảnh á, ở bên trong album ấy, các bạn cũng đã có thể chỉnh sửa được cái video một cách nhanh chóng để chúng ta có thể chia sẻ, upload các thứ là màu mè các kiểu, cài iMovie vào, gắn text, lồng nhạc nền. Nói chung là hệ sinh thái của Apple thì có những cái này là đủ hết dành cho mọi người, nên sử dụng nó thì yên tâm, không phải suy nghĩ một chút xíu nào nhá. Ok, rất nhiều chiếc điện thoại Android trong tầm giá này có thể chụp hình tốt hơn con này, nhưng riêng ở khoản quay phim thì xin lỗi một câu là nó có thể nói là nó gáy, bố mày là bét nhất đó, nên cần quay phim thì con này ok nhá. Rồi, đó là phần camera, còn những thứ khác nữa, nhỏ nhỏ khác nữa thì sao? Ví dụ như nó không có vân tay nhưng nó là Face ID, ví dụ như là nó có cái màn hình chỉ là HD+, cái đấy các bạn phải chấp nhận, quen quá rồi đúng không? Nhưng mà trải nghiệm thì ok, dỗ thì nó dỗ thật đấy, viền thì nó dày thật đấy, nhưng mà màu sắc thì được cái nó cũng bù lại một phần. Bạn nào mà không quá khó tính về cái vụ gọi là độ nét của màn hình thì ok, nhưng bạn nào mà khó tính hay là xem những cái video tutorial và những cái chi tiết rất là nhỏ thì sẽ thấy hơi khó chịu cho cái màn hình này. Và mình đã nói quá rõ về cái vấn đề này trong rất rất nhiều những video về iPhone 10R trước đây rồi, nên các bạn có thể xem lại rất thoải mái trên kênh nhá. Rồi, pin thì sao? Dung lượng của nó thì không cao, loanh quanh đâu đó tầm khoảng 3000 mAh. Nó có sạc nhanh thì ok rồi, 18W. Và cái thời lượng sử dụng thực tế thì con này vẫn thuộc dạng quá ngon. Bạn đừng có lôi những cái máy kiểu cũ chai pin rồi bị thay pin, hay là các bạn mua máy cũ về đây để mà chê pin của iPhone 10R không tốt. Nếu như các bạn mua những cái máy mới thì đảm bảo một điều là pin của iPhone 10R này không hề ngán bất cứ một chiếc điện thoại nào ở cái trải nghiệm sử dụng thực tế cả. Tại vì pin chờ rất là lì, và kể cả các bạn chơi những tựa game như là Liên Quân mà cái máy nó không bị nóng lên nhiều thì nó cũng thực sự là quá lì về pin luôn. Nên đây cũng là một cái khiến cho các bạn cảm thấy thoải mái khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày và hàng ngày. Và đặc biệt với iOS thì các bạn cũng quá quen với những thứ mà nó mang lại rồi đúng không? Mượt mà, ổn định, trơn tru, cập nhật lâu dài, và cái quan trọng là không bao giờ lo bị miss những cái thông báo quan trọng cả. Thế nên dùng làm máy chính cũng ok, nhưng lại đánh đổi một vài thứ khác, ví dụ như nó không có ghi âm cuộc gọi, các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý một xíu. Và máy này nó cũng sẽ có 2 SIM, với một SIM vật lý và một eSIM, nên các bạn tự cân đối nhé. Tóm lại là với con iPhone 10R này thì các bạn có thể thấy là ở tầm giá trước đây tầm khoảng 15-16 triệu thì chúng ta còn phải suy nghĩ khá nhiều thứ, tại vì khá nhiều chiếc điện thoại Android thì nó ngon hơn rồi. Nhưng bây giờ về tầm khoảng 13 triệu thì xin lỗi một câu là nó là best choice về rất nhiều mặt, về cái trải nghiệm sử dụng thực tế của nó mà mang lại, rồi về cái trải nghiệm tổng thể mà nó mang lại, rồi về những cái tính năng mà nó làm tốt trên cái điện thoại này. Thiết kế ok, đầy đủ tính năng ăn chơi, hiệu năng thì quá mạnh mẽ, camera thì đủ dùng, quay video thì quá ngon, có 2 SIM, có luôn cả kháng nước, có luôn cả Face ID xịn sò. Thế nên các bạn tự cân đối nhá. Còn bản thân mình đánh giá 13 triệu, mình recommend nhất là con máy này. Còn bạn nghĩ sao? Hãy comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên là check giá tại Xiaomi.net và phải đặt trước thì chúng ta mới có cái mức giá này, bởi vì đây là lô hàng sản xuất mới hoàn toàn, chứ không phải là lô cũ tồn lại từ ngày xưa được giảm giá xuống để clear stock. Nên hãy lưu ý nhé. Rồi, video của mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!